Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về chuyện lạ đó đây thưa quý vị. Và ở Việt Nam đã có chuyện lạ và ở Hoa Kỳ đây là một câu chuyện lạ thưa quý vị. Đó là chuyện lạ về nhân vật David Lee hay còn gọi là Lê Viết Đức coi như sinh ngày 19 tháng 7, nay là 60 tuổi, là một trùm chống cộng ở California. À, chuyên môn tấn công người này người kia, giải mã giải ngựa người này người nọ, theo chỉ thị của một số tay trùm chống cộng. Và David Đức là một cái tay mà có thể nói rằng chống cộng quyết liệt từ ở ngoài đời, cho đến trên không gian mạng. Thì trên màn hình đây là những lời chối trăng, trăng chối của Lê Vích Đức trước đây thưa quý vị. Tôi bệnh không còn biết sống đến ngày nào, nhưng phải nói câu cuối cùng để khuyên hậu thế. Những người Cộng sản là loại người không còn nhân tính, đó là những cái dòng trạng thái của David Lee hay uh, Lê Viết Đức một chùm chống cộng Cali thưa quý vị Rồi tiếp tục uh, chửi với uh, những người cộng sản vân vân thưa quý vị Thì uh, đó là cái câu chuyện uh, khi xưa Nói xưa thì cũng không hẳn chỉ mới uh, trong vòng một năm nay thôi thưa quý vị Thì uh, sau đó thì uh, tay Lê Viết Đức này uh, lén lút đi về Việt Nam. Uh, sau khi chửi uh, chính quyền uh, Cộng sản Việt Nam, người Cộng sản là không còn nhân tính, rồi muốn thành công thì phải ác hơn người Cộng sản. Chứ lương ương thì chỉ có thiệt thân, vân vân. Thì uh, Lê Viết Đức uh, lén lút đi về Việt Nam. Và chúng tôi thì cũng đã biết... Uh, là có những tay chống cộng dõm miệng thì nói chống cộng nhưng lại lén lút đi về Việt Nam đó là cái câu chuyện lạ và chúng tôi cũng đã có những hình ảnh của Lê Việt Đức ở Việt Nam chẳng hạn như là mặc áo tang lễ cho thần mẫu của Lê Việt Đức vân vân thậm chí có cả video những lời ta tháng của Lê Việt Đức nhưng chúng tôi À, không quan tâm nói chung là nhiều khán thính giả gửi đến nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó là chuyện cá nhân chỉ lạ là một tay chống cộng điên cuồng từ không gian mạng cho đến ở ngoài và khét tiếng thế mà vẫn được vào việt nam vẫn được người cộng sản có nhân tính nhân đạo, nhân quyền uh, cho vào Việt Nam thưa quý vị để tham dự uh, tang lễ của thân mẫu của Lê Bích Đức. Đó là câu chuyện uh, lạ đầu tiên. Xin lỗi, hai cái chuyện lạ. Xin nhắc lại, một là lạ là một trùm chống cộng lại lén lút xuất hiện ở Việt Nam. Và điều lạ thứ hai là an ninh Việt Nam lại cho phép một tay trùm chống cộng uh, vào Việt Nam. Đó là lạ thứ hai thì tiếp theo có nhiều kháng sinh giả từ Việt Nam chúng tôi xin trích thư của họ một kháng sinh giả Hải Thành gửi cho xin chào luật sư Trịnh Quốc Thiên sáng nay được nghe thông tin của luật sư về người đàn ông lái xe uống rượu bị xử 3 ngày nay tôi có thông tin này mà luật sư đã có một bài nói Thật ra thì chúng tôi cũng đã có vài bài nói về cái nhân vật này. Thì à, nếu luật sư thấy những cái thông tin này xác à, đáng thì có thể đưa lên để phục vụ à, khán thính giả khắp nơi. Thì cái chuyện lạ thứ ba đó là Lê Viết Đức à, cảm ơn Đại ủy Công an Việt Nam đã coi như là một cái câu chuyện chúng tôi xin bắt đầu là Lê Bích Đức này trước khi lên đường về Mỹ vào ngày 29 tháng 3 năm 2023 vừa qua thì Lê Vít Đức này đi lửng tận Cà Tưng làm rớt bóp, mất tiền trong bóp có khoảng 6 triệu đồng tiền Việt cùng với một số giấy tờ tùy thân và đến tối cùng ngày 29 tháng 3 thì Lê Bích Đức này sẽ phải lên đường về lại Hoa Kỳ. Xin nhắc lại Lê Bích Đức này là một trùm chống cộng khét tiếng ở California. Từng đi biểu tình, từng, từng chụp hình chung với lại Ngô Kỷ, vân vân, Rồi từng phát ngôn chống cộng rất nhiều thưa quý vị. Thì trong cái hoàn cảnh bối rối, tên Lê Bích Đức này hoảng sợ rồi thất thần rồi chạy đôn chạy đáo để mà tìm kiếm cái bóp bị rơi trên đường thưa quý vị thì tình cờ một người mà theo lê bích đức nói là người cộng sản vô nhân tính xin mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép thì đã nhặt được chiếc bóp hay còn gọi là chiếc ví với giấy tờ tùy thân cùng với uh, 6 triệu đồng tiền việt vân vân thưa quý vị thì có thể nói là uh, cái uh, câu chuyện là được hoàn trả lại thưa quý vị là vị đại úy công an này tên là huỳnh đức phương đã cố công truy tìm chủ nhân của cái chiếc bóp mà anh uh, vô tình lụm được trên uh, đường một cái hành động hết sức nhân văn uh, nhân đạo, nhân tính đầy tình người để mà tìm đúng chủ nhân để mà trả lại thưa quý vị thì coi như là thầy Lê Viết Đức, một trùm chống cộng David Lee đã phải cảm ơn công an Việt Nam và trên màn hình quý vị thấy đây là lá thư của trùm chống cộng Lê Viết Đức vân vân thì xin đọc vài dòng À, tất cả giấy tờ trên đã chuẩn bị cho buổi tối lên máy bay sang Mỹ vào tối nay. Nhưng rất may được một đồng chí công an xã Hòa Phước mang tên Huỳnh Đức Phương nhắc được và liên hệ xác à, minh trao trả lại cho tôi. Xin nhắc lại là Lê Bích Đức này gọi à, ông công an xã là đồng chí tôi vô cùng cảm ơn cá nhân đồng chí phương ai mà đồng chí với cái thằng trùm chống cộng thằng ngụy và phản động chống phá đất nước mà bây giờ lại là, là đồng chí phương rồi cảm ơn đồng chí và cá nhân chúng tôi cảm ơn công an xã hòa phước đã vì nhân dân phục vụ một cách rất trong sáng mấy tháng trước thì tuyên bố lăng nhăng người cộng sản không nhân tính rồi đủ thứ trò chiêu trò bây giờ thì vì nhân dân phục vụ một cách rất trong sáng hòa phước ngày 29 tháng 3 2023 đoàn kết lê viết đức đại khái là như thế thưa quý vị nói chung là hoảng sợ mất hết giấy tờ may mắn là được một uh, anh công an xã một đại quý công an đã nhặt được mà rất là trong sáng đã tìm mọi cách để trả lại cho lê viết đức và không hiểu là anh công an này không ngờ rằng cái tay mà lê viết đức hay là lê viết đức hay là lê viết đức, đức gì đó hay david lee gì đó hóa ra là một tay trùm chống cộng sản chửi bới cộng sản ở california thưa quý vị đây là một câu chuyện hết sức lạ và trớ trêu như thế